Em Như Ý chào mừng quý anh chị. Hôm nay Em Như Ý đem lại cho quý anh chị một cái mảnh đất khá là đẹp luôn nha. Cái mảnh đất này đang là đất trắng nha mọi người. Trên đất bác chủ chưa có trồng gì hết nha. Và nó có một cái diện tích là 2 hét rưỡi nha quý anh chị. 2 hét rưỡi này á thì nó ôm mặt tiền đường đất khoảng độ là 202 m là mặt tiền đường đất nha. Cái mảnh rẫy này được tọa lạc tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nha quý anh chị. Cái mảnh đất này nó cách cái đường bê tông khoảng độ là 452 m nha. Và nó cách cái đường cao tốc đang làm thì nó chỉ mất khoảng tầm độ 200 m thôi nha quý anh chị. Đường xá đi lại rất là thuận tiện luôn nha. Cô chú quý anh chị nào mình có đang đi tìm kiếm đất để mà mình đầu tư xin lợi nhuận hoặc là mình muốn mua cho hộ gia đình của mình á, thì cái mảnh đất này giá cả cực kỳ là rẻ hơn thị trường rất là nhiều và gần ngay đường dân sinh cao tốc nha. Thì mọi người theo dõi hết cái video này của Như Ý để mà quý anh chị mình nhìn ngắm được cái mảnh đất cũng như là bỏ được ít phút thời gian của mình ra để mà nghe được Như Ý trao đổi mọi thông tin nó có liên quan tới cái mảnh đất này nha. Để quý anh chị mình không phải mất thời gian cũng như tiền bạc của mình đi xem một cái mảnh đất nó quá là xa xôi nha mọi người. Quý anh chị yên tâm. Trên mỗi một cái mảnh đất thì Em Như Ý luôn luôn quay cận cảnh giáp ranh con đường hết để cho mọi người nắm bắt, cho nên mọi người yên tâm nha. Đây là 2 hét rưỡi của bác chủ nè, đang là đất trống bỏ không, bác chủ chưa có trồng gì hết nha quý anh chị. Trên đất cũng chưa có nhà nha, đường điện thì sát bên luôn. Nó có 2 mặt tiền đường thông đi nha mọi người, gọi là 2 con đường để thông đi. Một là con đường thông ra đường dân sinh, đường cao tốc đang làm và thông ra khu đông dân cư cũng như khu chợ và nhà thờ nha. Còn một con đường nữa thì quý anh chị thông ra ngoài trường học cũng như là ngay gần cái chỗ khu đông dân cư luôn nha. Phía trên này là cái mặt tiền đường ôm nối liền của mảnh đất này quý anh chị. Đó. Mảnh đất của mình thì chôn trụ rào hết rồi nha quý anh chị. Đó. Và trên đất thì đã có đường điện luôn rồi nha. Có đường điện sẵn luôn cho mọi người luôn rồi. Mảnh đất này tương đối là bằng phẳng đẹp, chất đất là đất thịt nha. Ô tô ra vào tận nơi, mọi người muốn đi đường nào cũng được luôn. Nó cách cái trường học mầm non thì 2,3 km và cách cái đường nhựa thì khoảng độ là 2,6 km nha. Còn quý anh chị mình muốn di chuyển ra Ủy ban Nhân dân xã thì hết 5,3 km. Còn mọi người đi ra ngoài chợ cũng như trường học và trạm y tế thì cũng mất tầm độ khoảng là 5,4 km. Mọi người thì đi nếu mà ra đụng luôn cái đường dân sinh cao tốc thì 400 m. Còn mọi người đi thẳng từ bên ngoài này đi ra thì nó mất tầm độ khoảng 200 m nha. Nó cách cái thành phố Phan Thiết là 17 cây. Còn quý anh chị mình muốn di chuyển ra ngoài quốc lộ 1A đường đi Nam Bắc Sài Gòn thì nó mất tầm độ 19 km nha. Từ trung tâm Sài Gòn mà xuống tới cái mảnh đất này là 220 cây. Sài Gòn thì Em Như Ý lấy trọng tâm của Sài Gòn thôi nha. Giá của bác chủ đang đưa ra là 200 triệu một xào, có thương lượng nhẹ nha quý anh chị. Nói chung cái mảnh đất mà gần cao tốc và gần đường dân sinh á, ngay khu đông dân cư mà thông ra 2 con đường với một cái giá này thì Em Như Ý cảm thấy nó khá là mềm luôn. Cho nên là cô chú quý anh chị nào quan tâm thì cứ gọi trực tiếp cho Như Ý qua 2 số điện thoại mà Như Ý đã ghim trên màn hình nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người.